Sinh hoạt tại đội tuyển Karate Việt Nam được 7 năm, Nguyễn Thanh Duy giờ chính là gương mặt lớn tuổi nhất. Sau khi các đàn anh lần lượt chia tay đội tuyển vài năm gần đây, Thanh Duy đã được bầu làm đội trưởng. Một vinh dự nhưng cũng đi liền với trách nhiệm. Là mình phải có trách nhiệm hơn, phải cố gắng tập luyện, bên cạnh đó là phải hỗ trợ và động viên các bạn trong đội tuyển. Mấy năm qua, đội tuyển Karate Việt Nam chứng kiến nhiều biến động. Nhiều võ sĩ mới xuất hiện mang tới nguồn năng lượng tích cực. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, trọng trách gánh vác của những đàn anh như Thanh Duy cũng nặng nề hơn. Như tại SEA Games 30 vừa qua, Thanh Duy là chủ nhân của tấm huy chương vàng Kumite duy nhất. Mình cố gắng hết mình bằng tất cả khả năng của mình. Thì lúc đó mình được huy chương vàng rồi mình cũng không nghĩ là mình vừa đánh xong thắng được cái trận đó. Tấm huy chương vàng cá nhân đầu tiên tại một kỳ SEA Games đó đã giúp Thanh Duy vững mạnh hơn rất nhiều. Để giờ đây, anh tự tin hướng tới mục tiêu quan trọng nhất trong thời gian tới là SEA Games 31 tại Việt Nam. Thật sự mình được xem SEA Games Việt Nam á, là khi mình còn nhỏ chưa biết gì. Thì cũng không ngờ là năm sau lại tổ chức thêm một kỳ SEA Games ở Việt Nam nữa. Cho nên là mình sẽ cố gắng hết sức mình đạt những thành tích tốt nhất và cho nước nhà. Bảo vệ tấm huy chương vàng hạng cân 60kg sẽ là cái đích lớn nhất của Thanh Duy năm sau. Nhưng trước mắt, nhiệm vụ của võ sĩ này sẽ là khẳng định bản thân khi các giải đấu trong nước quay trở lại bắt đầu từ tháng 10.